Chào mọi người, hôm nay Nghĩa sẽ hướng dẫn mọi người chỉ một con cá. Nguyên liệu là một củ cà rốt như vậy. Ta sẽ cắt cái mình và cái đuôi. Đi quốc gia ta sẽ bỏ lại cái đuôi này. Chúng ta dùng dao bào và hào sơ lại. Chúng ta tạo cái miệng con cá. Các bạn lưu ý là cái miệng con cá là cái miệng dưới nó sẽ ngắn hơn cái miệng trên.
ta nằm mang. Bây giờ mình sẽ móc ra cái đuôi. Mình sẽ làm cái vảy cá. Làm con mắt. Rồi sẽ lấy hạt tiêu làm mắt. Mình sẽ làm hai cái vây. Mình sẽ làm cái vây lên nữa.
Mình dùng móc này sẽ tạo cái đường mình gân vào chút nhiều, mất chút 10 điểm vào chút nhiều 10 điểm. Sao? Lấy đâu? Chút nhiều 10 điểm 15 bước. Thôi 10 thôi, trả giá chứ nữa. Vậy là chúng ta đã hoàn thành một con cá. Rất đơn giản đúng không các bạn? Chúc các bạn thành công. Cái gần đây.